Hello anh em, mình là Nas đây. Khi nói đến vũ trụ Final Fantasy, chúng ta thường chỉ tập trung vào những nhân vật chính khuôn ngầu, các nhân vật phụ có tố chất waifu hay mấy tên phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Nhưng cái tên ảo mộng cuối cùng này sẽ không thể hoàn chỉnh nếu như thiếu đi cái yếu tố thần thoại, đặc biệt là những summon hỗ trợ các người hùng của chúng ta làm thay đổi cục diện của trận chiến. Tuy chỉ xuất hiện chấp nhoáng, nhưng Square cũng dành ít nhiều tâm huyết để xây dựng câu chuyện của riêng họ. Chính vì thế, Maximum sẽ đi sâu hơn về cuộc đời của các ông thần này. Lên sóng đầu tiên chính là Ifrit. Trước khi đi sâu vào câu chuyện cuộc đời ông, có một câu đố nhỏ liên quan đến ông thần này cho các anh em đây. Theo anh em, Ifrit đã có nóc nhà chưa? Nếu có thì đó là ai nào? Anh em hãy comment ngay bên dưới nhé. Và còn bây giờ, hãy thắt dây an toàn vào và cùng nhau bắt đầu chuyến tàu lượn mang tên cuộc đời của thần lửa. Sự xuất hiện của Ifrit trải dài khá nhiều trong vũ trụ Final Fantasy và để lại nhiều dấu ấn khác nhau trong mọi phần game, bắt đầu từ vai trò nhân vật Summon trong phần 3. Sau đó, dần dần ông đã có đất diễn nhiều hơn khi được chính thức làm boss ở các phần 8, 12, 14 và 15. Bên cạnh đó, thì Ifrit cũng thường xuyên được nhận tiền cát xê để góp mặt vào những phần còn lại. Tuy có nhiều phiên bản như vậy, cuộc đời của ông ở phần 15 là được trau chuốt nhất. Và cũng vì lý do đó, mình sẽ dành phần lớn luận điểm phân tích dựa vào phần 15, bởi đó có câu chuyện gần nhất, chi tiết nhất của Ifrit. Trong Final Fantasy 15, Ifrit là vị thần lửa thuộc bộ 6 The Astor, ban hội của những vị thần cai trị hành tinh Eos. Ngày xưa, chuyện kể rằng trong khi các đấng Astor đối xử hời hợt với loài người thì Ifrit ngược lại. Ông cảm thấy ngưỡng mộ vị trí của con người nên đã ban lửa và tri thức cho họ. Ifrit là một trong những vị thần duy nhất quan tâm đến loài người. Ông cho rằng đã là một vị thần thì phải làm đúng vai trò của mình, phải nhìn nhận và cho cơ hội vì con người là sinh vật tiềm năng. Nhờ Ifrit mà đời sống nhân dân trở nên phồn thịnh và phát triển. Họ gọi nơi lên như diều gặp gió này là vương quốc Soham. Tan chảy trước tấm lòng của Ifrit, Siva, một Elsa phiên bản hot hơn, đã phái lòng vị thần lửa. Còn Ifrit có đáp lại tình cảm của Siva hay không, vẫn là một thông tin chưa được xác định. Những năm sau đó, vài người dân Soham cảm thấy thượng đẳng hơn thần nên đã bán bộ thần linh. Nhận thức việc của cầu rút ván, Ifrit giận đỏ người, tuyên bố gây quà với dân Soham. Ông kích động lên cuộc chiến nội bộ ban hội Astro, và đây là cuộc chiến một chọi năm. Lòng tin bị hất đổ, ai mà không nổi giận được chứ? Huống hồ gì là thần lửa, bản thân ông đã triệt để mất niềm tin vào loài người. Những kẻ ông đã nhọc công cho mọi thứ, và cũng chính điều đó vô tình để ông làm kẻ phản diện trong mắt các Astro còn lại. Thật là mâu thuẫn khi những vị thần khác chỉ đứng về phía con người khi có họa, còn lúc chăm lo cho dân thì không thấy đâu. Đáng lẽ đây sẽ là sự công bằng cho bản thân ông khi trừng trị loài người, nhưng không, đây chính là kết cục xấu giáng xuống đầu Ifrit. Những Astro chống lại Ifrit thay vì hiểu cho nỗi lòng của ông. Ifrit không quật nổi năm người và thân xác ông bị tan đàn xẻ nghé xung quanh núi Ravatov, để rồi sau này dần trở thành núi lửa. Cho đến khi chết đi, ông cũng không được ai nhớ đến công lao của mình mà chỉ toàn nhớ đến những thứ mình phá. Sau khi ông ngẫm đi thì một loại dịch bệnh có tên Starscourge bùng phát trong cuộc chiến, lan tràn và ảnh hưởng nặng nề khi chúng làm suy yếu loài người và biến họ thành quỷ. Để trị được loại bệnh này chỉ có thể nhờ vào sức mạnh của The True King được trao bởi các Astro và The Crystal. Vị trí đó được ấn định thuộc về Ordin, nhưng vào phản diện trong phần 15. Nhưng vì sự miễn nhiễm với Starscourge cộng với sự hất tay trên ngai vị từ người em Summoned nên ông đã bị The Crystal từ chối. Hai thập kỷ sau đó, xác Ifrit được tìm thấy. Ông tỉnh dậy một năm sau đó. Đáng lẽ sẽ vì hận cũ mà làm loạn tiếp, nhưng khi nhận ra người thuộc dòng tộc Lucis Calium, ông cầm Ardyn lên để ngắm. Vô tình bị Starscourge trên người Ardyn ảnh hưởng thẩm thấu trong cơ thể Ifrit, tha hóa ông thành một con quỷ. Ifrit trở thành nô lệ chiến đấu cho Ardyn với mục đích hạ gục dòng họ Lucis xuống mồ. Vào năm 734, Ifrit được triệu hồi để phá thành phố Insomnia, nhưng đến phút cuối lại bị hạ gục bởi Bahamut. Sau đó, Ardyn lại triệu hồi Ifrit ngăn chặn hội của Noctis tại tan tích Insomnia, hòng giúp hắn có thời gian thực hiện kế hoạch trở thành vua. Hội của Noctis chiến đấu với sự hỗ trợ từ các Astro khác, rút kinh nghiệm sư mẫu từ lần trước. Biết được tên Bahamut chơi chiêu gì, nên ông đã biểu diễn bạc cù đường phố xung quanh mấy cái cây kiếm để né đòn. Với sĩ số 1-1 bay, Ifrit gãy mất binh sừng do vết chém chí mạng từ Noctis.
Ifrit yếu dần và Shiva xuất hiện. Cô phân thần bay quanh và chơi chiều Demon Dust đóng băng Ifrit, tặng ông một nụ hôn. Ifrit bị đánh bại, nứt nẻ và đổ sập. Ở một diễn biến khác, theo giả thuyết đến từ fan Final Fantasy 15, thực chất Ifrit đứng dậy chống lại Astro vì họ đã giam giữ người ông yêu là Eos, tên gọi của hành tinh và đồng thời cũng là tên của vị thần bình minh. Eos bị đày dưới địa ngục vì cô phạm phải tội yêu người trần thế, Cephalus. Với tình yêu mãnh liệt dành cho Eos, Ifrit gato với tên người phàm và bắt đầu hận leo qua cả loài người. Chứ không như câu chuyện người sâu hèm vô ơn với ông. Ông yêu Eos hơn cả tính mạng của mình nên bằng mọi giá ông phải cứu lấy nàng. Hành động gây ra đại họa cho dân cộng với việc đến cứu kẻ phạm tội, Astro quy Ifrit thành kẻ phản bội. Lâu ngày ở nơi đen tối, Eos bị nhiễm bệnh và cơ thể nàng bắt đầu sản sinh ra Starscourge. Loại dịch bệnh đó cũng ảnh hưởng nặng nề đến một cơ thể thần linh như Ifrit. Liều ăn nhiều, ông vượt qua muôn trùng thử thách, quánh bom đầu mấy thằng cản đường, chìm ngập trong Starscourge và đưa nàng ra ngoài. Nhưng ra đến cõi hầm ngục, thì Eos không cầm cự nổi và chết đi. Bất lực trước sự ra đi của người thường, ông chỉ biết đau lòng mà thôi. Ifrit hỏa tán xác Eos bằng Pyre, được hiểu là dàn thiêu siêu to khổng lồ ở Ravatoth nhờ sự giúp sức của các Shiva. Thế nên sau này Shiva mới gọi Ifrit là Pyre Burner. Sau đó, một lần nữa ông chạm trán với những Astro kia. Nhưng vì sức cùng lực kiệt, ông bị knock out bởi Bahamut. Hắn phong ấn ông Vios ở Ravatoth và hình thành nên một ngọn núi lửa có hình thù kỳ dị với cánh của Eos vươn lên không trung và sừng của Ifrit ở bên cạnh nàng. Qua mạch truyện Final Fantasy 15 và cả những giả thuyết trên, trong cả hai phiên bản thì lúc nào anh em cũng cảm thấy rõ ràng rằng cuộc đời của Ifrit là những chuỗi ngày bi thương. Là thần, nhưng ông cũng xui tận mạng không khác gì con người. Người ta cho rằng thần linh có phép nhị màu nên chắc sẽ sống sung sướng lắm. Thì cũng đúng, chắc thần nào cũng sướng cho Ifrit. Mang vận mệnh là những vị thần cai quản Eos. Làm đúng trách nhiệm nhưng chỉ vì một chút tức giận lên con người lại bị cho là kẻ phản bội. Cứu người mình yêu cũng bị quy chụp là kẻ phản bội. Tùy theo góc nhìn của mọi người mà nói rằng ông có phải là nhân vật phản diện hay không. Một số người cho rằng việc ông cứu Eos sẽ mang lại ánh sáng cho thế giới. Một số khác nói ông là ngu muội vì tình, bởi chính ông làm lan ra Starscourge. Thực ra, Ifrit mới chính là anh hùng trong thế giới này. Ông đã cứu thế giới bằng hành động thể hiện tình yêu thuần khiết của mình. Ông là tiếp người sẽ sẵn sàng vì những lý tưởng của mình mà hành động, dù cho nó đúng hay sai. Đáng lẽ ông đã có một cuộc đời hỗ trợ hết mình với con người, nhưng chính con người và sự vô tâm của Astro làm ông chỉ còn là kẻ biết sống cho mình. Và khi ông đang sống như vậy thì ông lại phải chịu những hình phạt cay đắng về cho bản thân. Danh tiếng Ifrit thời xưa đã xấu, nay lại càng xấu hơn khi ông trở thành nô lệ của Odin và bị triệu hồi đi quậy phá lung tung khắp nơi. Odin đã tận dụng triệt để sức mạnh của ông để thực hiện kế hoạch âm mưu của hắn. Sau đó lại gặp kẻ thù cũ, Bahamut. Nếu dựa theo giả thuyết về nữ thần Eos thì tổng cộng số lần Bahamut gặp Ifrit tả tơi đã gần 3 lần. Cứ như trong xuôi có rủi khi gặp hoài thằng kẻ thù đánh mình từ xưa đến giờ. Từ thời làm thành viên ban hội cho tới lúc rời rút. Lại thêm quả Crush mồm thì nói thường, nhưng tâm lại hại mình đóng băng chết luôn. Đồng nghiệp đã tào lao vậy rồi thì tình yêu lại còn chớ trêu hơn. Ông yêu Eos, nhưng nàng thì yêu một tên người phàm. Mang tiếng là có 7749 phép thần thông, nhưng lại thua một tên người phàm. Hứng chịu tổn thương lớn trong tình yêu như vậy, ông cũng không từ bỏ Eos, vẫn xông vào nơi u tối cứu nàng. Mặc cho việc cứu Eos xong không có nghĩa là nàng sẽ yêu ông. Rồi lại bị người đời mắng nhiếc xối xả, mang tiếng xấu. Ifrit là một vị thần cao thượng và hy sinh đến vậy, nhưng người ông yêu sẽ không bao giờ cảm nhận được sự hy sinh thiêng liêng ấy của ông. Hạnh phúc là một điều gì đó rất xa xỉ đối với vị thần lửa của chúng ta. May thay, ở một kết cục khác trong tiểu thuyết Final Fantasy 15, Ifrit được chữa khỏi Starscourge và quay lại quốc Bahamut, một cái kết có hậu và ông trị được thằng ông thù mấy năm nay. Phần cuối cùng của video sẵn sàng giới thiệu đôi chút truyền thuyết ngoài đời về Ifrit cho các anh em. Ifrit là sinh vật thần thoại được nhắc đến nhiều trong truyện cổ Ả Rập, sống ở địa ngục và được xem là những linh hồn mang lại chết chóc. Theo thần thoại kể lại, Ifrit là nhóm tạo vật đầu tiên Allah tạo ra từ lửa không khói. Chính vì vậy, các Ifrit rất tự hào và kiêu hãnh với nguồn gốc của mình. Khi con người đầu tiên là Adam được tạo ra từ đất sét giòn xuất hiện, các Ifrit đã tỏ ý chống đối và tìm cách dẫn dắt con người đi vào con đường tội lỗi, xấu xa. Ngoài ra, có thông tin khác nhắc đến Ifrit và câu chuyện ba điều ước. Ifrit mạnh đến mức cách duy nhất để có thể giết hoặc khống chế được chúng là sử dụng phép thuật. Vì Ifrit không phải là sinh vật có ma thuật, nên chúng dễ dàng bị người có ma thuật thao túng, biến thành nô lệ.
Thường thì người ta có thể sử dụng ma thuật để trói buộc cái Ifrit hay Jin vào các vật thể nhất định. Do đó, mà bất kỳ ai sở hữu vật thể bị ràng buộc với Ifrit đều có quyền ra lệnh cho chúng, bắt chúng phải phục dịch mình, giống như câu chuyện Aladdin. Và đó là những gì mà Maximum muốn kể về vị thần Ifrit này. Thần thoại và câu chuyện về Ifrit sẽ có nhiều dị bản, biết đâu sẽ có những phần sai sót, nên em hãy comment khi thấy điểm bất thường nhé. Còn nếu thấy hay thì hãy bình luận kế tiếp xem nội dung nào sắp tới của Final Fantasy sẽ lên sóng nhé. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video sau.